Mọi người nha, chào mọi người đã trở lại với kênh xe tải của Khanh. Thì hôm nay vừa ra số một của con xe tải Zac N900 nha anh chị, biển Đồng Tháp, cho anh Hiếu và em Nhi, em Bảo, gia đình này là mua Khanh là chiếc thứ hai nha. Bữa là mua chiếc N650 Blade, bây giờ mua chiếc N900. Đợt này Zac là khách hàng quay lại mua Khanh rất là nhiều nha. Có gia đình mua là 3 chiếc, rồi có gia đình mua 4 chiếc luôn. Mua là mua cặp cũng rất là nhiều, tại vì chất lượng xe Zac càng ngày càng khẳng định dưới thị trường là tốt, ổn định, giá cả hợp lý, bảo hành tốt, chế độ hầu mãi sau này nó cũng ok nữa, chứ không phải là như lúc trước nữa nha anh chị. Như cái con xe Zac N900 này anh chị, đợt này giá khuyến mãi rất là lớn anh chị, khuyến mãi rất là nhiều. Khi mà anh chị nhắn với em sẽ cập nhật giá cho anh chị chi tiết rõ ràng, ví dụ mua trả góp là còn chưa trước bao nhiêu, rồi mua tiền mặt là giá lăn bánh bao nhiêu, là em sẽ làm rõ ràng cho anh chị hết. Thì sẵn đây luôn em nói, tại vì sao clip này em không báo giá cho anh chị, là bữa hôm trước á em làm báo giá em giảm nhiều quá, rồi mấy cái chỗ người khác người ta lại kiện tụng này nọ, nói sao Khanh bán giá này giá nọ rất là phức tạp, bây giờ đang họ đang nói phạt Khanh này nọ tùm lum tùm la hết á, nên là anh chị thông cảm, giá em lúc nào sẽ cũng tốt hơn thị trường nha anh chị, yên tâm làm việc với em là không lo bị hố giá và không lo bị sợ là chất lượng kém nha anh chị. Đến với em là chất lượng lúc nào cũng phải là tuyệt vời. Đó là những cái khâu mà em làm với em đảm bảo với anh chị. Đây vừa bấm biển số xong luôn nè. Mà biển số, quả biển số rất là đẹp nha anh chị nè. Anh chị thấy không? 660086. Anh chị thấy cái biển số đẹp không? Rất là đẹp, rất là chất lượng. Mà xe đợt này là cấp cho biển du biển dài, chắc biển này biển để trước quá. Biển này để trước nè. Biển sao là cái bát nó sao là biển du. Đó. Zac N900 giá xe thùng chưa tới 7 xị đó, Khanh nói vậy thôi nha anh chị, nói nhiều quá mấy anh kia là bắt phạt Khanh nữa. Vừa ra biển số luôn nha anh chị, cho em Hiếu chị số điện thoại lại mất công rồi. Chia này là của em Hiếu nha, ở Đồng Tháp nè, Lai Vung Đồng Tháp, chiếc là chiếc thứ hai rồi nha anh chị. Rồi cái bạc thì Khanh khách hàng lúc đầu là tính lấy thùng bưởng nhôm, nhưng mà do thời gian gấp rút quá không kịp đó, thì khách hàng là lấy cái thùng tiêu chuẩn. Thì anh chị cũng biết rồi, thùng tiêu chuẩn khí bạc của nó là bạc hợp đó, nhưng mà Khanh là hứa với khách hàng là tặng bạc 5 mảnh đây đó, bạc 5 mảnh kiểu Đà Lạt nha anh chị. Đó, bấm vô rõ ràng đẹp thẳng tắp, cái xe mình nó gọn gàng, nhìn gọn gàng đẹp ghê không. Đó, giá con này như vậy đó anh chị. Rồi em mua trả góp thì anh chị đưa trước cho bên em là tầm khoảng là ngân hàng cho vay là tầm maximum là 540. Rồi anh chị mà kẹt kẹt á là em vay thêm cho em tầm khoảng được 27 triệu cái phần tín dụng nữa. Nhưng mà cái phần tín dụng thì cực chẳng đảm mới vay. Nói chung là vay được gần là 570 đó, gần 570. Nhưng mà nếu anh chị nào dư gì xíu thì vay vừa vừa thôi, đừng vay cao quá. Vay cao quá thì cái tiền lãi nó cũng cao. Nó đùn đúc nó trả 2-3 khoản lúc thì nhiều khi là mình không có đủ khả năng mình trả, mất công lên nợ rồi này nọ các thứ. Đây là cái con này là con thùng tiêu chuẩn nha anh chị. Thùng tiêu chuẩn thì nó tiêu chuẩn là nó mọi thứ nó đều bằng sắt như vậy nè anh chị nè. Bằng sắt hết luôn. Đó, bằng sắt hết luôn nha. Đây là con màu xanh ngọc nữa nè. Xanh VinFast. Đó, đang đóng chưa khách hàng. Xanh VinFast. Giá hiện tại như Khanh nói chưa tới 7 đồng. Rồi mua trả góp thì đưa trước cho bên Khanh là tầm khoảng đồng 6 đồng 7 cộng tiền giấy tờ thôi, đồng 6 cộng tiền giấy tờ. Đó, một cái giá cực kỳ hợp lý luôn anh chị. Và ngân hàng hiện tại em hỗ trợ vay cho anh chị tối đa được là 7 năm. Lãi suất hiện tại ngân hàng cũng giảm nữa là 0.94% một tháng thôi. Là hàng tháng anh chị trả cho em, nếu mà vay maximum kịch khung vậy, hàng tháng anh chị đóng với em là 11 triệu rưỡi cả lãi cả gốc, dư nợ giảm dần. Thì hồ sơ em làm với anh chị là bao anh chị gọn gàng luôn, chỉ cần căn cước hai vợ chồng. Nếu mà có gia đình rồi là hai vợ chồng nha. Còn như mà chưa thì giấy xác nhận độc thân là ok, là không cần mà đi thẩm định, cũng không cần chứng minh nguồn thu, không cần sao kê tài khoản. Nói chung là anh chị mua xe này là anh chị biết là ngân hàng chỉ giữ lại cái vẹt của anh chị thôi, không có liên quan gì tới tất cả tài sản của anh chị, và không điện thoại cho người thân, cũng không xuống nhà chụp hình nhà cửa đất đai gì hết. Nói chung họ làm việc online kiểu như là điện thoại, ví dụ như là anh A đúng không, cần mua xe này, anh giờ em hỗ trợ cho anh vay được nhiêu đây nè, rồi ví dụ như vay được 500, rồi anh muốn vay bao nhiêu năm, rồi ngân hàng nó khách hàng trả ví dụ vay 7 năm đi, rồi nó ngân hàng sẽ tính ra 7 năm hiện tháng anh đóng 10 triệu nè, cả lãi cả gốc anh thấy ok không. Nếu ok thì anh làm, em lên hồ sơ duyệt cho anh 30 phút nữa trả hồ sơ có thông báo cho anh chị nha. Còn như không ok, nếu anh chị thấy lãi suất này nó cái tiền này vay nó cao, lãi cao quá thì anh chị trả trước nhiều xíu, anh chị có điều kiện thì trả trước nhiều xíu để thương lượng với ngân hàng. Đó, nó khỏe quá trời khỏe luôn, không cần làm cái bất kỳ một cái gì mà rườm rà hết. Hồ sơ đến với Khanh là
đơn giản nhất á, mà anh chị mà đến với Xanh Khanh mà còn nói phức tạp rườm rà thì không có, cam kết với anh chị luôn, không có chỗ nào mà làm đơn giản hơn chỗ Khanh đâu. Khanh nói thật sự, tại vì Khanh làm gần như là những người có kinh nghiệm lâu nhất trong cái ngành xe này, già làng đó, nên là cái đường đi nước bước của ngân hàng cũng như quy trình mua xe Khanh hiểu rõ hết, và tất cả cái gì khúc mắc anh chị là em đều giải đáp và giải quyết được hết cho anh chị đó. Anh chị vướng chỗ nào là em mở ngay chỗ đó liền, không có để mà anh chị mà phải chờ hỏi người này hỏi người kia nha. Em đủ thẩm quyền và em đủ cái hiểu biết để mà giải quyết cho anh chị, nên là anh chị làm việc với em là anh chị an tâm nhất nha anh chị đó. Thì cái con xe dắt N900 này nó sẽ có màu trắng nè, màu xanh nè, như màu xanh VinFast là cái con xe đó, nên như anh chị muốn lấy cái màu đó cũng được, màu đó là màu lạ lạ đó. Đó, còn như màu cơ bản của nó là sẽ màu trắng sữa và màu xanh, xanh Hyundai đó, thì anh chị muốn lấy cái màu nào thì cứ nhắn cho em. Và hy vọng rằng trong clip này nếu anh chị nào có nhu cầu mua xe thì hãy ủng hộ em bằng một cái con xe này, hoặc là chưa có nhu cầu thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp em cũng được. Nếu mà có dịp đi ngang công ty của em thì em mời anh chị uống cà phê, chúng ta có thể là trao đổi về con xe, không chúng ta có thể là tán phét về con xe, chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm về cái con xe này, có những cái ưu điểm nhược điểm như thế nào đó. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều khi mà mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Khanh trong thời gian vừa qua. Hy vọng rằng thời gian sắp tới mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng Khanh để Khanh có cơ hội phục vụ anh chị em, để anh chị có một cái con xe chất lượng nhất, và cái chất lượng thùng bọng này cũng như là khâu phục vụ, và anh chị là người chu đáo, hưởng chu đáo nhất cho anh chị luôn, một cái chất lượng phục vụ chu đáo nhất. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.